Nhà tôi là 5 anh con trai, 2 cô con gái, nó 7. Nhưng mà hiện nay là 6 người ở đây rồi. Họ làm 6 cái nhà cũng giống nhau vì ở đây thiết kế chung. Thế tôi cũng thấy rằng là anh nào cũng thích mẹ ở. Nhưng mà tôi thấy cái nhà này hay quá. Rộng rãi, không cao, không đến mức độ cao quá mà cũng không thấp, vừa phải. Mà nó rộng rãi, có ao cá này, rồi thì là tất cả bằng đồ gỗ, nó dương. Sống mà nhiều đồ gỗ nó dương cực kỳ mà nó tuyệt vời lắm anh ạ. Vâng, tất cả các anh nên nhớ là nếu mà nhiều đồ gỗ ta có dùng đi chăng nữa thì ta cũng tốn tiền mua nó đắt tí phải không? Nhưng mà cái gì đắt nó có cái giá của nó. Tuyệt vời. Có nghĩa là do bà thích là thích. Ở trong một cái nhà mà nó nhiều gỗ giống như thế này. Vâng. Và cái không gian nó thoáng. Thoáng mà nó dương anh ạ. Anh nhiều đá, nhiều sắt là nó âm. Mà thế thì nó dương thì người khỏe thôi. Vâng, tôi năm nay thì 80 rồi. Bà 80 rồi ạ? Vâng, tôi 80. Ôi trời. Vâng. Vẫn trăm non, vẫn hồng, vẫn vang. Cái nhà của các em. Tôi 5 con trai, 2 con gái là 7. Các anh nó tôi đều tất cả đi tất. Khoảng năm rồi để vườn hồng chơi hồng. Hôm nay nó đến mùa cắt là chúng tôi phải cắt tỉa nó đi thôi chứ. Xum xuê đẹp lắm. Rồi thì đồ gỗ nó sạch. Nó có những cái ngày xưa cổ chúng mình các con chưa biết đâu. Cổ ngày xưa ấy anh ạ. Người ta đều dùng đồ gỗ cả. Cho nên con người người ta nó khỏe lắm. Bây giờ thì mình đá nhiều, sắt nhiều thì cái đồ gỗ nó họ có tiền thì họ chưa để ý đến hay sao tôi cũng thấy. Thế nên tôi các anh các chị làm thấy tôi thích. Từ thấy anh đấy làm xong nhà này tôi hay quá. Thế là bà quyết định là là kệ 7 người con cứ về đây ở một mình. À đây vâng. Thì vợ chồng bác này bác cứ đi Sơn La xong là nửa tháng hay một tuần thì bác lại về. Dạ. Vậy có tôi cô giúp việc ở nhà thôi. Dạ. Nhưng mà nhà ấm cúng lắm anh ạ. Tuy là rộng nhưng mà đồ gỗ thiết kế này tôi cũng khen ai thiết kế, họ thiết kế giỏi lắm đấy anh ạ. Dạ. Đây anh này đây bà này. Bà chắc là chưa gặp anh này. Chưa. Dạ. Suốt quá trình thiết kế là con không gặp bà bởi vì mục đích lúc đấy là anh Lưu cũng muốn là tạo cái sự bất ngờ. Và đến sau cùng thì con biết đến bà. Cô thấy nó vào nhà cũng thấy nó hài hòa. Mà cái gì cô thấy cũng đồng ý. Nói chung là thiết kế cũng rất là đẹp. Cái anh thiết kế này tôi cũng không biết nhà anh ở đâu. Nhưng mà cái anh học ở đâu nhưng thiết kế này tôi không chê cái gì cả. Tôi khen rất là hay nhá. Dạ. Anh em. Nhưng mà bà có thấy là bây giờ cái thiết kế đồ gỗ vẫn là gỗ nhưng mà nó cảm giác nó hiện đại hơn ngày trước nhiều bà nhỉ? Và cái đường nét làm thợ bây giờ cũng tinh xảo hơn. Rõ ràng rồi. Mà hay ở cái chỗ này anh biết này. Cái gỗ này thì tôi chưa biết tên nó là cái gì. Gỗ ốc chó bà. À thì anh mà gỗ ốc chó nhưng mà cô giúp việc thì tôi bảo cô là cứ 2 ngày cô nào một lần vẫn sạch. Cứ lấy cái phát trần mà phát trần đi. Sạch bóng ngay anh ạ. Dạ. Nó không giống như cái khác mà phải lau bằng nước hay bằng cái gì. Cái bàn trang trí chúng tôi học này ở nhà. Sạch sẽ lắm, 2 ngày bác ấy mới lau một lần. Tôi chỉ yêu cầu 2 ngày thôi mà vẫn sạch. Đấy các bác xem đến lau hôm nay là 2 hôm rồi đấy. Bà ví dụ bà ở một mình một nhà như này thì bà còn 3 cái phòng ngủ còn lại thì ai ở hả bà? Các em đi về luôn, các cháu về nhà tôi đông này. Đông lắm, 7 người con chung quanh ở đây. Chủ nhật các anh trưởng về đây mà cái là các anh các chị là trách nhiệm mẹ ở đâu. Ông chúa ở đâu thì ông con phải ở đấy. Là về hết. Cứ một tuần anh lưu về, anh trưởng bắt đầu về là mẹ và các con về chơi. Về hết ăn cơm ở đây. Khi mà làm cái nhà này xong thì tôi yêu nó lắm ở cái chỗ là thiết kế này, hợp này, hài hòa này. Nói chung tất cả mình để mà chê thì kể cả nhân vô thập toàn đấy. Nhưng mà với cái điều kiện cái tối đa như thế này là được đấy anh ạ. Không phải một mình tôi đâu nhá. Tôi có đậu tràng niệm Phật tu theo tịnh độ thiền tông của chúng tôi là 500 con người. Nghĩa là bạn bè của bà cũng qua rồi. Rất là nhiều rồi. Không một người nào chê. Cái bác xây nhà đang xây bên kia đang thi dở, bác sang đây bác cái giật mình. Bác bảo thế nhà bà có con trai bà làm thiết kế à? Tôi lại trêu, tôi bảo ui giời cháu nội tôi thiết kế chứ đừng nói con trai nữa.